này, cặp này 3 chiếc. Vâng, anh mua à? Ừ. Anh mua đi. Đợi em tí. Ừ. Cần đâu, sạch,
Ba ơi. Dạ. Ba. Vâng. Này ở nhà ra. Vâng, con chào bác. Cái dạo này lâu bác không lên còn khỏe không? Có. Dạo này đi làm gì được? Con đi kiếm hàng đi bán. Từ ngày chị gái đi có hay gửi tiền gửi quà về cho bác không? Không. Từ hôm đi à? Vâng. Lâu lắm rồi à? Vâng. À. Hôm nay cũng là ngày Tết, bác lên đây thì có tí quà này, đây có bánh bác mua cho bác này. Bác vừa mua ở dưới. Vâng. Thì là để cho bác ăn Tết nhá. Vâng. Bác cầm cho bác nhá. Đấy, một tay đỡ bên dưới này, một tay cầm cái quai nhá. Vâng. Đây, cái này cầm vào đây. Đấy, nhá. Vâng. Còn ở bộ mình Tết này buồn thì ra nhà bác chơi nhá. Vâng. Tí bóc bánh với lại quà về ăn nhá. Vâng. Ừ, để hôm nào lễ hội thì bác lên đón để đi chơi nhá. Vâng. Thế bác vẫn khỏe mạnh này, nhà cửa vẫn đàng hoàng này là được rồi. Vâng. Bác về thôi. Để hôm nào bác lên đón đi chơi nhá. Vâng. Ừ, còn bây giờ tí nữa bóc bánh với lại quà lên quà ra để ăn nhá. Vâng. Ừ, bác về thôi. Hôm nào thì Tết này thì một hai hôm nữa ra ngoài nhà bác chơi nhá. Vâng. Ừ, bác về đây. Vâng. Con chào bác. Ừ, nhá. Vâng. Bác về nhá. Vâng.